Đây là hàng độc quyền của Jasmine Tea mới vừa sản xuất, 100% tất cả nguyên liệu từ thiên nhiên, 100% dầu thực vật nè. Có hai cái chất mà anh rất là thích, đó là vitamin C, rồi collagen và những chất phụ khác. Và cái chất chính trong đây đó là hoa tulip, sẽ giúp cho chúng ta tan được các mô mỡ trên cơ thể. Thì anh xịt 3-4 phát ở đây nè, xịt ra anh nịt cái bụng nữa. Một lát em cảm giác trời, mồ hôi nó túa ra, uống hết cái nịt luôn. Em biết không, đây là những cái hạt nano, nó là siêu nhỏ luôn. Khi mình xịt vào thì mình sẽ cảm giác nóng một chút, rồi sau đó mình cảm thấy dễ chịu. Và những cái hạt này nó thấm vào bên trong da nè, rồi xuyên qua chạm tới mỡ luôn và tan mỡ rất là nhanh. Mỡ ra thì bụng mình giống như là giảm xuống được mấy cm luôn.